Trong khoảng thời gian trải qua hai đời trị vì của Doanh Cử Lương và Doanh Tứ, thì nước Tần đã có những bước chuyển về sức mạnh quân đội và lãnh thổ. Sau 4 năm trị vì ngắn ngủi của Doanh Đảng, Tần lại bước vào đời trị vì huy hoàng tiếp theo của Doanh Tắc, huy hiệu là Tần Chiêu Tương Vương. Trong thời gian 56 năm trị vì của ông, 6 nước hầu như đánh mất quyền tự quyết vào tay nhà Tần. Đến khi cháu là Doanh Chính lên nắm quyền thì Tần muốn nước nào diệt, thì tất nước đó bị xóa khỏi bản đồ. Và cũng trong thời gian ở ngôi của Doanh Tắc, cũng là giai đoạn đổ máu nhất của thời kỳ chiến quốc. Bối cảnh: năm 309 trước Công Nguyên, sau khi Trương Nghi qua nước Ngụy, Tần Vũ Vương phong Cam Mậu làm Tả Thừa Tướng, Sư Lý Tật làm Hữu Thừa Tướng. Ông cũng tiếp tục thực hiện theo sách lược của Trương Nghi là cho quân tiến đánh nước Hàn để khống chế nhà Chu. Năm 308 trước Công Nguyên, Tần Vũ Vương sai Cam Mậu đánh vào Nghi Dương của nước Hàn. Đồng thời ông cũng xin nghị hòa với Ngụy và cắt đất Hán Trung cho Sở để khiến hai nước này không giúp Hàn. Sau 5 tháng Cam Mậu chiếm được Nghi Dương. Khi đánh thắng quân Hàn, Vũ Vương sai Sư Lý Tật dẫn quân vào tận kinh thành Lạc Dương của nhà Chu. Tần Vũ Vương sau đó cũng vào được kinh thành, rồi định mang cái đỉnh chữ Ung của nhà Chu về nước. Nhưng vì ham vui Vũ Vương nâng đỉnh quá sức nên bị đỉnh rơi xuống trúng vào chân. Đến tháng 8 năm 307 trước Công Nguyên thì qua đời, thọ 23 tuổi. Ông chỉ ở ngôi được 4 năm. Do không có con nối ngôi, Ngụy Nhiễm vốn có thế lực trong triều. Cùng lúc đó Triệu Vũ Linh Vương cũng can thiệp vào nước Tần, hợp sức với Ngụy Nhiễm đưa Doanh Tắc từ nước Yên về Tần để nối ngôi. Khi đó Doanh Tắc mới 17 tuổi. Sau khi lên ngôi, Doanh Tắc lấy thụy hiệu là Tần Chiêu Tương Vương và tôn mẹ mình làm Tuyên Thái Hậu. Ông cũng phong hai người cậu là Ngụy Nhiễm và Mị Nhung làm Nhương Hầu, Doanh Phất làm Cao Lăng Quân. Bốn người nắm nhiều quyền lực ở Tần gọi là Tứ Quý. Ngoài ra ông còn giao tất cả việc trong triều cho Tuyên Thái Hậu Nhiếp Chính. Vì việc này mà khiến các quý tộc họ Doanh rất bất bình. Năm 305 trước Công Nguyên, Thứ trưởng nước Tần là Công Tử Tráng và một số đại thần đã cùng nhau nổi loạn. Nhưng cuộc khởi loạn này sau đó nhanh chóng bị dập tắt bởi Ngụy Nhiễm. Khi các thế lực phe phái đã dẹp yên, mọi quyền hành bây giờ đều nằm trong tay Tuyên Thái Hậu cùng với các em của mình. Tuy là Doanh Tắc không có nhiều quyền tự quyết trong triều nhưng nó cũng vô tình giúp Tần có những hướng đi tốt, bởi vì Tuyên Thái Hậu không phải là người lợi dụng quyền hành để gây lũng đoạn triều chính, mà bà luôn tìm mọi cách để giúp nước Tần trở nên tốt hơn. Điều đó được thể hiện khi dẹp xong nội loạn, bà nhận biết được đại cục nước Tần về cơ bản đã ổn định, nhưng trên thực tế thì Tần vẫn chưa thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Bởi lẽ, các nước chư hầu đều chăm chú theo dõi mọi động thái của nước Tần. Nếu có một biến loạn lớn xảy ra thì có nguy cơ là Tần phải đối mặt với sự hợp tác của các nước chư hầu nhằm chống lại mình. Để tránh được nguy cơ này, Tuyên Thái Hậu đã thực hiện kế hoạch dùng hôn nhân để tạo liên minh. Trước tiên bà cho Chiêu Tương Vương lấy công chúa nước Sở làm vương hậu, đồng thời gả một công chúa nước Tần cho nước Sở. Tiếp đó, Tuyên Thái Hậu tìm mọi cách để giữ mối quan hệ với hai nước Triệu và Yên. Nhờ vậy, tình thế nước Tần đối với các chư hầu dần dần ổn định trở lại. Sách lược tầm ăn dâu biến bạch khởi thành cỗ máy chiến tranh. Sau mấy năm ổn định tình hình trong nước, Chiêu Tương Vương lại tiếp tục như các vua trước là vương tay ra các nước lân cận nhằm mục đích đánh chiếm mở rộng lãnh thổ. Vì nước Tần giờ về mọi mặt đều không kém cạnh các nước khác, vậy nên không có lý do gì để cố thủ. Vào năm 303 trước Công Nguyên, Tần Chiêu Tương Vương đánh Ngụy, chiếm đất Bồ Bàn, Tấn Dương, Phong Lăng. Cũng trong năm ấy ông sai Trương Hoán đánh Sở được Tân Thành. Năm 299 trước Công Nguyên, vua Tần tiếp tục sai Mị Nhung đánh Sở, giết hai vạn quân Sở và chiếm được Tân Thị và lấy được Tám Thành. Dưới sức ép của Tần, Sở Hoài Vương buộc phải sang Tần triều kiến. Khi vua Sở tới, Tần Chiêu Tương Vương lại cho giữ Sở Hoài Vương ở Tần, nhằm mục đích để nước Sở rối loạn. Vì Tần giữ Sở Hoài Vương rất lâu, trong nước không thể không có vua nên cận thượng sang Tề, đưa Thái tử Hoành về Sở nối ngôi, đó là Khoảnh Tương Vương. Vậy là Tần giữ Hoài Vương lại thành ra vô ích, tức giận Tần Vương sai Bạch Khởi làm đại tướng, Mông Ngao làm phó, đem 10 vạn quân đánh Sở, lấy được 15 thành rồi về. Sở Hoài Vương ở nước Tần hơn một năm, vì rời xa quê hương đã lâu, ngày đêm mong nhớ nên ông sinh bệnh mất. Năm 298 trước Công Nguyên, Tần Chiêu Tương Vương nghe có hiền sĩ tên là Mạnh Thường Quân rất giỏi ứng xử, thích chiêu hiền đái sĩ, hay giao du với các nhân tài trong thiên hạ, hiện đang giữ chức tướng quốc ở nước Tề. Ông bèn nghĩ cách chiêu nạp. Ban đầu Tần Vương cử Doanh Phất làm con tin ở Tề, rồi xin đổi Mạnh Thường Quân sang Tần. Mạnh Thường Quân không muốn làm Tần nổi giận nên đã đồng ý vụ trao đổi này. Khi ông đến nước Tần, Chiêu Tương Vương lấy chức tức ra dụ dỗ và đe dọa sẽ cho giết đi nếu không theo. Nghe tin,
Mạnh Thường Quân nghĩ cách cầu xin sủng thiếp của Chiêu Tương Vương và đút lót cho bà chiếc áo lông cừu để xin rời khỏi Hàm Dương. Nghe lời sủng thiếp, Tần Chiêu Tương Vương đồng ý thả Mạnh Thường Quân về. Khi Mạnh Thường Quân sắp đến biên giới thì Chiêu Tương Vương hối hận, bèn sai quân đuổi theo nhưng ông đã kịp thoát. Tức giận trước sự bạo ngược của vua Tần, trong năm, Mạnh Thường Quân liên minh hợp tung ba nước Tề, Ngụy và Hàn đánh Tần. Dưới sự chỉ huy của Mạnh Thường Quân, quân ba nước cùng tiến đến Hàm Cốc Quan, thu được thắng lợi, giết được tướng Cảnh Quái và chiếm được tám thành. Năm 297 trước công nguyên, Mạnh Thường Quân lại bất ngờ tiếp tục xua quân đánh Tần. Ông liên minh quân ba nước, chỉ huy đánh tới Hàm Cốc Quan và chiếm được thành Diêm Thị. Vì chưa có phương án chống lại, Tần Chiêu Tương Vương buộc phải cầu hòa, đồng ý trả lại đất Phong Lăng cho nước Ngụy và đất Vũ Toại cho nước Hàn. Nhưng mấy năm sau cũng vì những vùng đất này mà Ngụy và Hàn đứng mũi chịu sào trước cơn tức giận của Tần Chiêu Tương Vương. Năm 295 trước công nguyên, Tần Vương cử Bạch Khởi đánh chiếm Tương Thành của nước Ngụy, rồi sau đó cử Hướng Thọ đánh Hàn chiếm được Vũ Thủy. Ngụy Chiêu Vương thấy sức mạnh của Tần quá áp đảo, bèn liên minh với Hàn Ly Vương cùng chống Tần, nhưng cả hai lại không tấn công mà chỉ đào lũy phòng thủ. Năm 294 trước công nguyên, Ngụy Nhiễm tin tưởng tiến cử Bạch Khởi làm Tả Thứ Trưởng, dẫn quân đến đánh bại liên minh này. Chủ soái bên liên minh là Công Tôn Hỷ cũng dẫn quân đến, hai bên giằng co tại núi Y Khuyết. Sau thời gian dài giao chiến và thăm dò, Bạch Khởi nhận thấy quân số Tần quá thua thiệt, nên ông sử dụng kế ly gián để chia rẽ liên minh hai nước. Ban đầu ông cho một đội quân đánh vào nước Hàn để mục đích kìm chân, rồi cho một đội quân khác đánh mạnh vào nước Ngụy, nhằm làm Ngụy hiểu lầm rằng Hàn có ý bỏ mặt để bảo toàn lực lượng cho mình. Khi thấy quân Hàn không hỗ trợ, Bạch Khởi cho tấn công như vũ bão, làm quân Ngụy do Công Tôn Hỷ chỉ huy trở tay không kịp phải rút quân. Thấy vậy ông cho quân sang đánh tiếp nước Hàn. Tại trận Y Khuyết, quân Tần giết tổng cộng 24 vạn người, chiếm được Y Khuyết cùng 5 tòa thành trì. Sau thắng lợi tuyệt đối trước liên quân Hàn, Ngụy, Bạch Khởi được thăng chức làm quốc úy. Cùng năm đó, lợi dụng thất bại của hai nước tại Y Khuyết, ông một lần nữa dẫn binh vượt sông Hoàng Hà đoạt cho Tần một vùng đất rộng lớn ở An Ấp. Năm 288 trước công nguyên, vua Tần nhận thấy nhà Chu chỉ còn là bù nhìn, bèn sai sứ sang đề nghị Tề cùng xưng đế. Hai bên giao ước vua Tần xưng làm Tây Đế, vua Tề xưng làm Đông Đế và cùng mang quân tấn công nước Triệu nằm ở giữa. Nhưng biện sĩ Tô Tần muốn làm yếu nước Tề, bèn ngăn cản hai nước xưng đế. Trong năm Tô Tần sang nước Tề, chỉ ra cho vua Tề thấy rằng nếu cùng xưng đế với Tần thì các nước chỉ tôn trọng Tần mà không tôn trọng Tề. Nếu bỏ đế hiệu thì các nước sẽ cảm tình với Tề mà ghét Tần. Vì vậy vua Tề quyết định bỏ đế hiệu. Sau khi Tề Mẫn Vương bỏ đế hiệu, vua Tần cũng buộc phải bỏ đế hiệu vào tháng 12 năm 288 trước công nguyên. Năm 286 trước công nguyên, Tề Mẫn Vương diệt nước Tống, sinh ra kiêu ngạo, e ngại thế lực của Mạnh Thường Quân trong triều nên muốn giết đi. Mạnh Thường Quân nghe các môn khách báo lại bèn chạy sang Ngụy. Năm 285 trước công nguyên, nước Yên muốn trả mối thù loạn Từ Chi, lợi dụng sự ra đi của Mạnh Thường Quân và nỗi thù oán của các chư hầu khác với Tề Mẫn Vương mà kêu gọi các nước cùng đánh Tề. Tần muốn nhân cơ hội này mà muốn lấy lòng với các chư hầu nên cũng phát binh phạt Tề. Trận đánh này do Nhạc Nghị nước Yên làm chủ soái, hợp nhất binh các nước đánh bại quân Tề ở Tế Tây. Tuy nhiên các nước chư hầu lại không muốn diệt Tề, nên đều rút quân về và chỉ có quân của Yên dưới quyền Nhạc Nghị vẫn một mình đuổi quân Tề đến Lâm Truy. Nhưng sau tướng Tề là Điền Đan dùng chiến thuật thả châu lửa đã đánh đuổi quân Yên ra khỏi nước Tề, đất đai của nước Tề cũng từ đó mà được khôi phục. Năm 279 trước công nguyên, chính trị nước Sở dưới thời Khoảnh Tương Vương đã trở nên suy đồi, trung thần không được vua dùng, nội bộ bách tính trong nước lục đục. Về mặt quân sự, quân lính không được bổ sung, thành trì lâu năm không được tu sửa. Ngụy Nhiễm nghe ngóng biết được những việc đó, liền sai Bạch Khởi đem quân đánh Sở, với chiến lược đánh nhanh thắng nhanh. Quân Tần dưới sự chỉ huy của Bạch Khởi đã di chuyển thần tốc, nhanh chóng chiếm được Đặng Thành, một khu vực trọng yếu tại lưu vực sông Hán Thủy, rồi ông tiếp tục cho quân tiến đến Yên Thành. Bạch Khởi nhân lúc mùa lũ, đã lợi dụng nước sông Man Hà chảy từ Tây Sơn Trường Cốc về hướng đông để mà đắp đê trữ nước. Ông sau đó hạ lệnh cho binh sĩ đào một con kênh dài hơn trăm dặm dẫn đến Yên Thành. Đợi đến thời điểm thích hợp, ông ra lệnh phá kênh, nước do đó mà dâng lên. Góc đông bắc của Yên Thành bị ngập trong nước nên bị sạt lở. Nhân thời điểm đó quân Tần tấn công và hạ được Yên Thành. Năm sau Bạch Khởi lại một lần nữa tấn công nước Sở và chiếm được Dĩnh Đô, thiêu hủy khu lăng mộ của các vua Sở ở Di Lăng. Sở Khoảnh Tương Vương chống cự không nổi phải thiên đô về đất Trần. Từ thất bại này, người sau đều so sánh nước Sở với mấy trăm năm xương hùng xương bá từ thời Xuân Thu.
thì nay đã suy yếu và không còn là đối thủ của Tần nữa. Sau trận đánh chiếm vào Dĩnh Đô, mặc dù đại thắng nhưng quân lực của Tần cũng hao tổn không ít, nên Bạch Khởi kiến nghị xin vua Tần cho bãi binh ít năm để phục hồi binh lực. Năm 275 trước công nguyên, Triệu, Ngụy hai nước liên thủ tấn công Hoa Dương nước Hàn, Hàn Vương bí mật gửi thư cầu cứu Tần, Ngụy Nhiễm lại cùng Bạch Khởi dẫn quân đến cứu. Trong vòng 8 ngày, quân của cả hai đột nhiên xuất hiện tại chiến trường Hoa Dương. Sau đó lợi dụng sự không chuẩn bị của liên quân Triệu và Ngụy mà bất ngờ tấn công giết được 13 vạn quân Ngụy, dìm chết 2 vạn quân Triệu ở sông Hoàng Hà. Khi chiếm được Hoa Dương, cả hai lại dẫn quân vượt qua Bắc Trạch, tiến hành vây hãm thủ đô Đại Lương của Ngụy. Chỉ sau khi quan đại phu Tu Giả nước Ngụy thuyết phục Ngụy Nhiễm và cắt cho ông quận Nam Dương, quân Tần mới bái binh. Năm 272 trước công nguyên, Tuyên Thái Hậu muốn đánh Nghĩa Cử, bèn bày kế triệu vua Nghĩa Cử sang yết kiến, rồi cho người mai phục giết chết ông ta ở cung Cam Tuyền. Nhân đó, bà sai quân tiêu diệt nước Nghĩa Cử, lấy đất Nghĩa Cử lập ra 3 quận Lũng Tây, Bắc Địa, Thượng Quận. Năm 271 trước công nguyên, một cuộc chính biến xảy ra khi Ngụy Nhiễm muốn đem quân đánh Tề. Cùng lúc, người nước Ngụy là Phạm Thư bị tướng Ngụy Tề nghi ngờ phải giả chết, đổi tên là Trương Lộc để trốn sang Tần và tìm cách yết kiến Tần Chiêu Tương Vương. Bấy giờ ông thấy vua Tần tại vị đã lâu, nhưng bị Tuyên Thái Hậu cùng bọn tứ quý vẫn hay can dự triều chính. Phạm Thư khuyên nhà vua thu hồi lại quyền lực để tránh hậu hoạn. Tần Chiêu Tương Vương bèn phế quyền lực của Thái Hậu, bãi chức của Ngụy Nhiễm, bắt phải lui về Ấp Phong và đẩy Cao Lăng quân và Kinh Dương quân ra nơi biên cương. Năm 265 trước công nguyên, Tần Vương phong Phạm Thư làm thừa tướng và làm theo kế sách viễn giao cận công của Thư là hòa hoãn với nước ở xa. Cụ thể là hòa hoãn với Tề và Sở, còn tấn công nước gần cụ thể là tấn công Hàn, Ngụy, và một khi đã chiếm được Hàn và Ngụy thì Sở, Tề tất bị diệt. Chủ trương này chính là sự cống hiến kiệt xuất của Phạm Thư đối với nước Tần, vì nó đã đặt nền tảng lý luận để cho Tần theo đó lần lượt thôn tính 6 nước và đi đến thống nhất cả thiên hạ. Đồng thời, nó cũng có một ảnh hưởng sâu xa đối với tư tưởng chính trị ngoại giao của nước Trung Quốc ngày nay. Năm 262 trước công nguyên, Tần Chiêu Vương sai đại tướng Vương Hạt dẫn đại quân đi phạt Hàn và chiếm được thành Giã Vương. Vì vậy mà con đường từ Thượng Đảng dẫn về đô thành của nước Hàn bị gián đoạn, thế bị vây ngặt, liệu thế không thể giữ được nên viên đại thần chấn giữ Thượng Đảng là Phùng Đình thấy đại cuộc đã hỏng, bèn nghĩ ra cách giá họa cho người khác. Ông bàn với Hàn Vương rằng Tần chiếm Giã Vương thì Thượng Đảng cũng sẽ khó giữ được. Vậy nếu phải đầu hàng Tần thì chi bằng nên đầu hàng Triệu. Khi Tần thấy Triệu ngồi không mà vẫn chiếm được Thượng Đảng, tất nhiên sẽ xua quân đánh Triệu. Một khi Triệu bị Tần đánh, tất sẽ liên kết với nước Hàn. Như vậy, Hàn và Triệu sẽ trở thành hai nước cùng chung hoạn nạn, phải cùng hợp tác chống Tần. Nói xong, Phùng Đình bèn phái sứ giả cầm thư và bản đồ Thượng Đảng đến hiến lên cho Triệu Hiếu Thành Vương. Tần Vương được tin Phùng Đình đã giao Thượng Đảng cho Triệu Quốc, ông tức giận sai Vương Hạt cấp tốc tiến quân vào Thượng Đảng để chiếm vùng đất này. Phùng Đình cố thủ được 2 tháng, nhưng vẫn không thấy quân Triệu tiếp viện. Rốt cuộc Phùng Đình không chống giữ nổi đã rút tàn binh bỏ chạy sang Triệu. Quân Tần tiếp tục truy đuổi theo Phùng Đình. Liêm Pha biết Thượng Đảng đã mất bèn ra lệnh cho tướng sĩ hạ trại, xây đắp hào lũy từ đông chạy sang tây gồm 10 mấy điểm. Đồng thời ông cũng xuống lệnh cho quân sĩ đào hào thêm sâu, đắp lũy thêm cao, cố thủ không ra. Vương Hạt dẫn quân khiêu chiến mấy lần, quân Triệu vẫn không ra. Quân Triệu giữ quân Tần đến hơn 4 tháng, Vương Hạt không làm gì được, nên phái người trở về báo cáo với Tần Vương. Tần Vương bèn triệu Phạm Thư đến để bàn bạc đối sách. Phạm Thư biết Liêm Pha là người có nhiều mưu lược, ông ta biết quân Tần sĩ khí hiện nay đang rất cao nên không dám giao chiến, và cũng hiểu rằng quân dân từ xa kéo đến đất nước của người khác. Không được địa lợi lại mất nhân hòa, sự bổ sung lương hướng, vũ khí, binh sĩ đều hết sức khó khăn, cho nên cần tốc chiến và không muốn đánh giằng co kéo dài. Do vậy, ông ta mới đào hào sâu, đắp lũy cao để cố thủ, chờ cho binh mã của Tần mệt mỏi thì mới tìm cách đánh bại. Do vậy mà ta phải tìm mọi cách loại Liêm Pha ra khỏi cuộc chiến này thì mới phá được Triệu. Và cách Phạm Thư đề xuất lên Tần Vương là dùng một lượng vàng lớn để chia rẽ nội bộ của nước Triệu. Tần Vương cảm mừng, xuống lệnh mở quốc khố lấy đủ số vàng trao cho Phạm Thư. Phạm Thư bèn sai những người môn khách tâm phúc đi theo đường tắt lẻn vào Hàm Đan, dùng 1000 vàng để hối lộ những người xung quanh Triệu Vương. Hàng ngày sai họ đi tung tin đồn rằng quân Tần chỉ sợ tướng Triệu Quát và chê Liêm Pha tuổi đã già, mất dũng khí nên đánh trận nào thua trận nấy, để quân Triệu chết lên đến 3-4 vạn. Triệu Vương thấy vậy,
hoài nghi dò xét ngoài chiến trường đúng thật là Liêm Pha chỉ cố thủ mà không dám tiến công, nên ông liền để Triệu Quát ra thay Liêm Pha. Thế là Triệu Quát dẫn đại quân rời khỏi Hàm Đan, nhắm hướng Trường Bình tiến tới. Những môn khách được Phạm Thư phái đi nghe ngóng ở Hàm Đan, sau khi biết Triệu Quát được Triệu Vương cử làm đại tướng, đang chọn ngày để xuất quân thì cấp tốc trở về Hàm Dương để báo tin. Tần Vương biết kế đã thành, bèn cử Bạch Khởi làm thượng tướng, Vương Hạt làm phó tướng, đồng thời ra lệnh cho tất cả tướng sĩ phải giữ bí mật tin này. Sau khi Triệu Quát tiếp nhận ấn soái, bèn thay đổi tất cả những gì Liêm Pha đã thi hành. Ông ta tập hợp tất cả những hào lũy bố trí tản mát lại thành một đại doanh và nêu cao khẩu hiệu: nếu quân Tần tới thì phải dũng cảm chiến đấu, một khi chiến thắng thì truy kích. Bạch Khởi sau khi tới quân ngũ, nghe Triệu Quát thay đổi hết những mệnh lệnh của Liêm Pha, ông phái 3.000 binh Tần đi khiêu chiến để dò xét. Triệu Quát nghe có quân Tần tới liền dẫn hơn 10.000 quân ra nghênh địch, giao chiến được một lúc thì quân Tần đại bại rút chạy trở về. Bạch Khởi đứng trên cao chăm chú nhìn vào quân Triệu, biết được quân Triệu Quát hiếu thắng, nên ông chủ động lui quân ra xa 10 dặm, nhằm dụ quân Triệu Quát ra xa nơi đóng quân và tổ chức mai phục ở đó. Để làm cho quân Triệu Quát càng thêm khinh địch, Bạch Khởi xuống lệnh cho tướng quân Vương Bôn, Vương Lăng mỗi người dẫn 10.000 binh để cùng đánh luân phiên với Triệu Quát và đặc biệt chỉ cho phép thua, không cho phép thắng. Ông lại sai đại tướng Tư Mã Thác, Tư Mã Cánh mỗi người dẫn 10.000 giữ quân theo đường tắt đi vòng ra phía sau lưng của quân Triệu, cắt đứt đường vận lương của họ. Sai đại tướng Mông Ngao, Vương Tiễn mỗi người chỉ huy 5.000 khinh kỵ để làm lực lượng cơ động tiếp ứng bất cứ lúc nào. Riêng Bạch Khởi và Vương Hạt thì cố thủ tại doanh trại chính. Tất cả mọi việc được sắp xếp xong, chỉ chờ Triệu Quát rơi vào thiên la địa võng mà mình đã răng sẵn. Theo kế hoạch từ trước, Vương Bôn, Vương Lăng dẫn binh đến trước thành La Hét, khiêu khích quân Triệu. Triệu Quát phái tiên phong Phó Bảo ra quân trước. Tướng Tần là Vương Bôn xông tới nghênh chiến. Đôi bên đánh chừng 30 hiệp, Vương Bôn giả vờ thua chạy. Phó Bảo không biết đấy là kế của quân Tần, bèn thúc ngựa đuổi theo. Triệu Quát lại ra lệnh Vương Dung chỉ huy quân đội lên tiếp ứng, gặp tướng Tần là Vương Lăng. Đôi bên đánh nhau mấy hiệp thì Vương Lăng cũng thua chạy. Triệu Quát thấy quân Triệu thắng liên tiếp, nên đích thân xua quân đuổi theo. Chẳng mấy chốc đã tới doanh trại Tần, Triệu Quát bèn truyền lệnh áp tới tấn công để phá hủy doanh trại địch. Họ đánh liên tiếp mấy hôm, nhưng vì doanh trại của Tần quá kiên cố, nhất là quân Tần phản kháng rất ngoan cường, nên quân Triệu lớp chết lớp bị thương vô số. Nhận thấy không thể phá trại Tần ngay được, ông cho rút quân về trại Mai lại tiến đánh. Khi dẫn quân về phía Tây thì gặp quân Tần đông nghẹt, nhưng phía Đông thì không thấy người. Triệu Quát bèn xuống lệnh đại quân chuyển sang phía Đông. Họ đi chưa được 2-3 dặm đường thì Mông Ngao và Vương Tiễn từ trong ảo ra sát phạt. Triệu Quát thấy quân Tần quá dũng mãnh, bèn cho thu quân rồi hạ trại tại cạnh một nơi có nước, ra lệnh cho binh sĩ đắp lũy cao, đào hào sâu để cố thủ, rồi một mặt sai người phi báo cho Triệu Vương để xin quân cứu viện. Mặt khác ra lệnh đi tìm hậu đội để lấy lương, nhưng nào ngờ đường vận lương đã bị Tư Mã Thác dẫn binh cắt đứt, bốn hướng lại bị Bạch Khởi cho bố trí quân bùa vây. Riêng Tần Vương sau khi được tin báo thắng trận của Võ An quân, biết mấy 10.000 quân Triệu đang bị bao vây tại Trường Bình, bèn đích thân đến Hà Nội động viên tướng sĩ. Trở lại với trận Trường Bình, quân Triệu bị quân Tần vây khốn suốt 46 ngày, nay đã cạn lương thực, Triệu Quát thấy viện binh lâu quá mà không đến. Ông nhận định rằng nếu tình trạng này cứ kéo dài thì không cần quân Tần ra tay, bản thân quân Triệu cũng sẽ tự diệt. Nên ông chia quân ra thành 4 cánh để phá vòng vây. Nhưng khi 4 cánh này tràn ra 3-4 lần đều bị quân Tần dùng loạn tiễn bắn trở lui không sao thoát ra được. Không còn cách nào khác hơn, Triệu Quát phải ra lệnh cho quân trở về trại. Sau thêm 1 tháng, ông lại tiếp tục phá vòng vây, nhưng lần này lại không may mắn như trước. Tướng Tần là Vương Tiễn, Mông Ngao thấy Triệu Quát liền xông tới chặn đánh. Không địch nổi, Triệu Quát vừa quay người bỏ chạy thì bị cung tên bắn ảo tới từ trận. Thế là cuộc đời danh tướng trên giấy đành phải chịu vùi thây dưới chân núi Thái Hành Sơn. Bạch Khởi trông thấy quân Triệu rối loạn hàng ngũ, mất cả tinh thần chiến đấu, bèn dựng ở nơi cao 1 lá cờ chiêu hàng. Quân Triệu buông vũ khí hàng hơn 20 vạn. Khi đi giả soát lại, ông thấy quân Triệu hàng quá đông, nên bàn với Vương Hạc khi để họ ăn no, đến đêm tối bố trí người giết sạch hết lính quy hàng để phòng chúng làm phản. Quân Tần được lệnh liền tiến hành ngay. Đến tối, hàng binh của Triệu không có sự đề phòng nào, mà trong tay cũng không có vũ khí, nên đành thúc thủ chịu chết. Số chạy thoát ra khỏi doanh trại liền bị quân Tuần của Mông Ngao, Vương Tiễn giết chết. Vậy là quân Triệu đầu hàng đã bị giết sạch trong một đêm. Xong việc,
Bạch Khởi lại cho quân nghỉ ngơi vài ngày, rồi sẽ tiếp tục cho quân đến tiến chiếm Hàm Đan. Bình Nguyên quân biết một khi Bạch Khởi dẫn quân đến Hàm Đan thì Triệu Tất diệt vong, nên ông đã nhờ một vị khách là Tô Đại đi đến Hàm Dương, ly gián thừa tướng Phạm Thư và Bạch Khởi để cứu nước Triệu khỏi cảnh diệt vong. Tô Đại ngày đi đêm nghỉ, không mấy hôm đã đến được Hàm Dương. Ông vào triều kiến Phạm Thư, đề cao công trạng Bạch Khởi mà hạ thấp tài năng của tướng quốc. Phạm Thư vốn có tính đố kỵ, liền nghe theo kế hoạch của Tô Đại, khuyên với Tần Vương cho Triệu và Hàn cắt đất cầu hòa. Hai vua Hàn và Triệu đang khiếp sợ trước binh lực của nước Tần, tha thiết muốn cắt đất cầu hòa, nên cũng đồng ý kế hoạch của Tô Đại ngay. Tần Vương nhận xong đất đai cũng xuống lệnh Triệu Võ An quân kéo quân trở về nước. Bạch Khởi chiến thắng liên tiếp, đang muốn xua quân tấn công Hàm Đan, bỗng được lệnh vua Bảo kéo quân trở về, biết đây là mưu kế của Phạm Thư nên hết sức tức giận. Từ đó giữa Bạch Khởi và Phạm Thư có sự oán ghét nhau. Kể từ ngày Bạch Khởi kéo quân trở về nước, trong lòng luôn luôn ấm ức, Tần Chiêu Tương Vương cũng hiểu ra là mình vừa đánh mất một cơ hội quý nghìn vàng để diệt nước Triệu, nên xuống lệnh cho Bạch Khởi làm tướng và muốn ông kéo quân đi đánh Triệu lần thứ hai. Bạch Khởi lúc đó đang bệnh, không thể nhận lệnh vua được. Vì vậy vua Tần bèn cử đại tướng Vương Hạn, Vương Lăng dẫn 10 vạn quân Tần đi phạt Triệu, bao vây kinh thành Hàm Đan. Triệu Vương nhớ đến bài học đắt giá ở trận Trường Bình, nên lại sử dụng Liêm Pha làm tướng để chống lại quân Tần. Liêm Pha phòng thủ rất nghiêm ngặt, lại tự bỏ ra sản của mình để chiêu mộ đội cảm tử. Ông sử dụng chiến thuật ban ngày thì cố thủ, đêm đến lại cho đội quân cảm tử ra ngoài thành đánh lén vào doanh trại Tần, khiến quân địch rất mệt nhọc chống đỡ. Tần Vương ở nhà nôn nóng, lại sai Phạm Thư đi mời Bạch Khởi, đến 3-4 lần nhưng Bạch Khởi lại giả bệnh từ chối. Tần Vương cả giận, ra lệnh xóa bỏ tước hiệu và lấy lại đất phong của Bạch Khởi, giáng ông xuống làm binh sĩ thường và đuổi về âm mật. Sau đó lại ban một thanh kiếm bén, rồi xuống lệnh cho Bạch Khởi phải tự sát. Vậy là ông đã trở thành vật hy sinh giữa những người có quyền thế trong giai cấp thống trị. Cái chết của Bạch Khởi làm cho nước Tần mất đi một vị tướng lĩnh kiệt xuất. Điều đó đối với nước Tần đang trên đà đi tới sự nghiệp thống nhất, quả là một sự tổn thất lớn lao. Nhiều người đời sau đánh giá nguyên nhân dẫn đến kết cục đó là do ông quá bộc trực thẳng tính, đã xúc phạm đến Tần Chiêu Tương Vương. Nhưng vua Tần cũng không tránh khỏi lỗi lầm khi hồ đồ nghe theo lời của thừa tướng Phạm Thư. Còn Phạm Thư đã dùng mưu trí bằng cách sử dụng kế phản gián để Triệu phải đổi người chỉ huy, tạo điều kiện cho quân Tần đắc thắng. Nhưng ông lại tin lời nói của Tô Đại, ghen ghét Bạch Khởi, hại ngầm một vị lương tướng để trở thành một tội nhân trong lịch sử của triều đại nhà Tần, và cũng đã tự bôi lem đi cả cuộc đời mình mà không bao giờ tẩy xóa được. Sau khi ép Bạch Khởi tự sát, Tần Chiêu Tương Vương lại tổ chức quân đội dẫn đến đánh nước Triệu nhưng đều không thu được kết quả. Năm 256 trước công nguyên, nước Tần quay mũi tiến đánh chiếm Dương Thành và Phụ Thư của nước Hàn, áp sát biên cương nhà Chu. Chu Noãn Vương lo lắng, bèn ước hợp tung với chư hầu chống Tần, quân liên minh ra cửa Y Khuyết ngăn trở khiến quân Tần không thể thông đường đến Dương Thành được. Tần Chiêu Tương Vương nổi giận, bèn sai quân đi đánh Tây Chu. Chu Noãn Vương không chống nổi, bị quân Tần bắt. Toàn bộ 36 ấp và 3 vạn dân của Tây Chu bị Tần thôn tính, 9 đỉnh của nhà Chu cũng bị Tần chiếm lấy. Thế là nhà Chu bị diệt sau 791 năm tồn tại. Năm 255 trước công nguyên, một người thân tín của Phạm Thư là Vương Kê đang làm thái thú Hà Đông nhưng lại đi tư thông với các chư hầu khác, vua Tần biết được cho bắt xử tử. Phạm Thư dù dính líu đến chuyện khả nghi đó nhưng Tần Chiêu Vương vẫn không bắt tội. Nhưng Tần Vương lại nhắc tới cái chết của Võ An quân Bạch Khởi, khiến cả triều không khỏi xót xa. Phạm Thư tự biết mình có liên lụy đến cái chết của Bạch Khởi, nên vừa xấu hổ lại vừa sợ, bắt buộc phải nghĩ đến kế rút lui. Trong thời điểm đó, có người nước Yên là Thái Trạch biết được tình cảnh của Phạm Thư nên đã sang Tần, tự khoe mình sẽ thay Phạm Thư làm thừa tướng. Sau nhiều lần thi tài với nhau, Phạm Thư phát hiện ra tài của Thái Trạch, ông tiến cử Thái Trạch với Tần Chiêu Vương thay mình làm thừa tướng, đồng thời cũng nộp lại tướng ấn rồi xin về dưỡng lão ở Ứng Thành. Năm 251 trước công nguyên, Tần Chiêu Tương Vương băng hà, hưởng thọ 74 tuổi. Ông ở ngôi 56 năm, thi hài ông chôn ở Chỉ Lăng. An Quốc quân doanh trụ kế vị, tức Tần Hiếu Văn Vương. Thời của Tần Chiêu Tương Vương, nước Tần đã vươn lên thành nước hùng mạnh nhất trong thất hùng. Nhưng mọi người đều không đánh giá cao trong những năm ông trị vì là bởi khi ông mới lên ngôi thì Tuyên Thái Hậu là người nhiếp chính. Trong thời gian quyền lực nằm trong tay của phe Tuyên Thái Hậu, nước Tần cũng đã đạt được những thành công to lớn. Ngoài ra, Tuyên Thái Hậu và Ngụy Nhiễm còn có công tạo nên một cỗ máy chiến tranh là Bạch Khởi. Nếu không nhờ hai người đó thì chưa chắc Bạch Khởi đã liên tục được trao binh quyền.
Nhiều người sau còn nhận định rằng, nếu như không có sự xuất hiện của Phạm Thư, sẵn với quân lực dồi dào và đặt dưới sự chỉ huy của chiến thần Bạch Khởi, có lẽ nước Tần có thể thống nhất được 6 nước trong thời gian ngắn hơn, chứ không phải kéo dài đến tận năm 221 trước công nguyên.